Hình ảnh cách ly nơi có nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Bình Thuận. Gần 1 giờ sáng ngày 13 tháng 3, đường Ngô Sĩ Liên và đường Hoàng Văn Thụ phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, nơi có nhiều bệnh nhân COVID-19 cư trú trước đây, đã được áp nhân dân tỉnh Bình Thuận phong tỏa cách ly. Chiều 12 tháng 3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận đã có tới 9 ca nhiễm COVID-19 và cả nước tổng cộng đã có 41 trường hợp nhiễm dịch. Trước diễn biến phức tạp và lây lan của dịch bệnh, đến dạng sáng ngày 13 tháng 3 đường Ngô Sĩ Liên, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 2, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết đã được tỉnh này cách ly. Ghi nhận của phóng viên Pháp Luận Tô, bắt đầu từ hơn 0 giờ ngày 13 tháng 3, đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ số nhà 38 đến số nhà 48 và đường Ngô Sĩ Liên đoạn từ số nhà 109 đến ngã ba giao nhau với đường Ngư Ông. Đã, được phong tỏa, cách ly. Hai đoạn đường bị cách ly có khoảng 100 hộ dân. Và luôn, được lực lượng cảnh sát và quân đội tức trực canh gác không cho bất kỳ người dân nào ra, vào. Việc cách ly trên, sẽ thực hiện đến 0 giờ ngày 3 tháng 4. Đến khoảng 3 giờ sáng, phóng viên có mặt, tại bên ngoài khu vực cách ly, để ghi nhận hình ảnh đều. Được lực lượng cảnh sát khuyến cáo không đến gần khu vực cách ly và tác nghiệp nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trước đó, ngày 10 tháng 3, Bình Thuận ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 là nữ bệnh nhân 51 tuổi, đây là bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19 của Việt Nam. Theo thông tin mà Bộ Y tế đã xác nhận, thì bệnh nhân có đi Mỹ, quá cảnh, tại Hàn Quốc, khi trở lại Việt Nam quá cảnh sân bay Doha, Qatar, và sau đó nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận, Bệnh nhân thứ 34 này đã lây nhiễm cho 3 bệnh nhân khác là con dâu, tài xế và nhân viên, sau đó 5 bệnh nhân BN khác tiếp tục bị lây nhiễm. Cụ thể, BN40, bệnh nhân nữ, 2 tuổi quê quán thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34. BN41, bệnh nhân nam, 59 tuổi quê quán thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34. BN42, bệnh nhân nam 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34. BN43, bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 38 con dâu của BN34. BN44, bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37 nhân viên của BN34. Bạn yêu quý hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại